Trồng cây này trước cửa nhà gia chủ ở càng giàu to, tiền bạc ùn ùn kéo vào nhà. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Không gian sống ngày càng thu hẹp, chỉ số ô nhiễm môi trường tăng cao chính là nguyên nhân khiến nhiều người quyết định trồng cây xanh trong nhà. Các loại cây cảnh phù hợp không chỉ khiến ngôi nhà thêm phần sinh động, không khí thêm trong lành mà còn mang lại nhiều ý nghĩa tốt lành về phong thủy. Theo phong thủy, những cây trồng trong nhà phù hợp sẽ đem đến may mắn, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc ấm no cho gia đình. Do vậy, nếu bạn có ý định đặt cây cảnh trong nhà, hãy lựa chọn đúng đắn, bởi cũng có một số loại cây không đem lại điều lành cho gia chủ. Điển hình là một số loại cây có lá quá nhỏ và dài loang ngoang. Khi cây phát triển tùm sẽ làm vượng khí trong nhà bị tiêu tan, phân tán, gia đình sẽ có các thành viên tranh cãi, nảy sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống gia đình. Vậy những loại cây nào khi trồng trước cửa nhà sẽ đem lại may mắn, gia tăng tài lộc cho gia chủ? Không để quý vị và các bạn phải đoán mò, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, cây cối luôn mang lại tác dụng tuyệt vời đến với chúng ta. Đó chính là máy lọc khí tự nhiên giúp không khí trong lành và không chỉ vậy, cây cảnh còn đem lại cảnh quan đẹp hơn trong ngôi nhà. Trong phong thủy, cây cối đóng vai trò vô cùng quan trọng. Từng loại cây sẽ đem đến ảnh hưởng đặc biệt đến vận may tài lộc. Và loại cây mà chúng tôi muốn gợi ý cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay là cây hoa giấy. Cây hoa giấy là loài hoa mang vẻ đẹp rực rỡ, cây dễ trồng, chịu hạn tốt. Dàn hoa giấy đẹp đóng góp phần không nhỏ trong việc mang lại vẻ đẹp và phong thủy cho ngôi nhà. Cây hoa giấy rất hợp với thời tiết như kiểu Việt Nam. Trồng cây hoa giấy cũng không đòi hỏi bạn mất quá nhiều công sức để chăm sóc. Cây vẫn phát triển tốt, có khi chăm sóc quá, cây lại không ra được hoa. Vì vậy, cây hoa giấy luôn được ưu ái lựa chọn làm loại cây hoa trang trí phong thủy cho ngôi nhà thêm rực rỡ và đem lại tài lộc. Trong phong thủy, cây hoa giấy mang ý nghĩa to lớn giúp cho gia chủ luôn mang may mắn, hạnh phúc, phát tài, phát lộc. Cây hoa giấy còn mang cho mình ý nghĩa sung vầy, hạnh phúc. Đặc biệt, cây còn mang lại sự bình yên cho ngôi nhà. Nhiều người còn tin rằng cây hoa còn đánh đuổi được tà ma. Chính vì vậy, cây hoa giấy luôn được ưu ái lựa chọn làm hoa trang trí cho ngôi nhà thêm rực rỡ, mang lại tài lộc. Do tính chất của cây kết hợp với phong thủy mà cây hoa giấy được trồng ở các vị trí đặc biệt như ở trước cửa hoặc ban công nhà. Thực tế thì không phải ai cũng hiểu hết giá trị của cây hoa giấy cũng như phong thủy của nó để phát huy được tối đa hiệu quả, mang lại tài lộc cho bản thân và gia đình. Có những chủ nhà bày trí cây hoa giấy theo cảm quan nên không những không tốt lại còn mang tới hiệu quả xấu. Do đó, bắt buộc phải lựa chọn cẩn thận cả chủng loại, kích cỡ và màu sắc những chậu hoa giấy nhằm tránh mang lại tác dụng ngược lại. Quý vị thân mến, khi trồng cây hoa giấy trước nhà thì bạn cũng cần chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau như vị trí, cách trồng, cách chăm sóc thì ý nghĩa phong thủy của chúng mới phát huy tác dụng. Vậy trồng cây hoa giấy trước nhà như thế nào mới hợp phong thủy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, lưu ý khi trồng cây hoa giấy trước cửa chính. Cửa chính ngôi nhà chính là bộ mặt tính cách của gia chủ, đồng thời nó cũng là nơi đón các dòng khí chính. Một ngôi nhà có tốt hay không là do cổng chính có đúng hướng và đón được khí nhiều hay không. Vì thế, lựa chọn cây hoa giấy để bày trí ở cổng chính cần tính toán kỹ lưỡng, để tránh tạo điều kiện cho xung sát khí vào không gian trong nhà. Đối với những cửa có cổng làm bằng kim loại, chọn hoa giấy là rất phù hợp vì cây này có tính mềm dẻo, lá cây nhỏ và xung xuê, có tác dụng hấp thụ các xung sát khí. Với cửa làm bằng gỗ thì không nên dùng hoa giấy mà phải chọn những loại cây cảnh thân cột lớn cứng cáp. Thứ hai, lưu ý khi trồng cây hoa giấy trước sân. Đối với những nhà có sân lớn thì không nên trồng cây hoa giấy. Các loại cây nên chọn là tre,
trúc, tùng. Đây là những loại cây theo phong thủy rất tốt và phù hợp nhất. Cây hoa giấy chỉ nên trồng ở một góc sân và chọn góc xấu nhất đối với tuổi của gia chủ. Mục đích trồng cây ở đây để hóa giải vận khí bằng cách bao trùm hết góc xấu và hấp thụ hết các xung sát khí từ hướng này đưa đến. Thứ ba, lưu ý khi trồng cây hoa giấy ở ban công và cửa sổ. Ban công và cửa sổ cũng là nơi đón các dòng khí, dòng năng lượng vào nhà. Nếu là ban công, cửa sổ hướng tốt hay không tốt thì bài trí cây hoa giấy đều được. Nó mang ý nghĩa tài lộc. Bên cạnh đó, bài trí cây hoa giấy còn giúp tăng sự hài hòa cho không gian thẩm mỹ, tạo vượng khí cho ngôi nhà của bạn. Màu hoa giấy cũng đại diện cho tính cách của gia chủ. Chúng ta cũng bắt gặp những dàn hoa giấy đỏ rực rỡ, đại diện cho tính muốn vươn lên không ngừng. Hoa màu hồng đại diện cho nữ tính, mềm mại. Màu tím đại diện cho sự lãng mạn. Màu trắng đại diện cho sự trong trắng thanh cao. Ngoài ra, màu sắc của cây hoa có tác dụng rất lớn tới ngôi nhà. Nếu gia chủ mệnh kim thì nên trồng cây hoa giấy màu vàng để hợp phong thủy, vì màu vàng đại diện cho thổ, mà thổ thì sinh kim. Vậy cách trồng cây hoa giấy như thế nào mới đúng? Thứ nhất, gieo trồng cây hoa giấy. Thời điểm thích hợp trồng cây là tháng 4, tháng 9. Đất trồng gồm đất Akadama hạt vừa và đất mùn. Bạn nên đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Thứ hai, sau khi hoa nở. Mùa hè, sau khi hoa nở, cây sẽ ra nhánh mới khoảng 10cm. Người chơi hoa không nên tưới nước trong 4 ngày để cây ra chồi hoa, sau đó ngắt bỏ chồi ngọn để cây mọc nhiều chồi nách. Thứ ba, đổi chậu trồng. Tốc độ cây phát triển rất nhanh, vì thế sau 1 năm, bạn nên chuyển cây sang chậu trồng khác lớn hơn và giữ nguyên chất lượng đất trồng như trên. Rễ cây sẽ bị tổn thương nên cần được xử lý cẩn thận. Khi cắm hoa hay trồng hoa trong đất, hoa giấy thường vươn rất cao và lá xanh tốt. Sau khi thân cành ra mới cho hoa ở ngọn cành. Cây càng tốt càng khó ra hoa nếu bạn muốn cho cây leo chùm. Nếu bạn muốn cho cây leo chùm ban công hay dàn hiên thì nên trồng vào bồn xây. Lúc đầu cây nên được chăm tốt. Khi cây mọc gần kín dàn cần làm cho đất cằn khô và cho điều kiện sống khắc khổ. Cây hoa giấy có thể trồng vào chậu và tạo dáng, tạo thế được. Nếu trồng cây hoa giấy vào chậu, sau mỗi đợt hoa, người chăm cây cần tưới thêm nước phân, thúc vào gốc cây hoa giấy. Sau một vài năm trồng, khi thức ăn trong đất đã cạn, cây cần phải được lấy ra, sụ đất, cắt hết rễ rồi trồng lại. Nếu cây tốt, lá to, xanh đậm, bạn nên hái bớt lá từ 1/2 đến 2/3 để kích thích cho cây ra hoa. Thứ tư, phòng trừ sâu bệnh. Hoa giấy sinh trưởng tốt là người chơi cây không cần phải lo lắng trong việc phòng trừ những sâu bệnh. Bạn chỉ cần chọn cây không bị sâu bệnh, làm giống và trước khi trồng phải vệ sinh chậu thật sạch là có thể yên tâm. Đối với những cây thời vụ, người chăm bón có thể xử lý hạt giống bằng vôi, thuốc diệt trừ mầm mống. Thuốc diệt trừ mầm mống bệnh và trứng sâu, như vậy hoa sẽ được tăng cường sức đề kháng. Quý vị thân mến, ngoài cây hoa giấy thì cũng có một số loại cây mang lại may mắn, tài lộc, bình an và xua đuổi tà ma cho gia chủ. Ngoài ý nghĩa mang lại tài lộc, những cây cảnh này còn giúp khả năng thanh lọc không khí và giúp ngôi nhà của bạn trong lành hơn. Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, cây cao cảnh. Cây cao cảnh có cuống lá mềm mại và hình dạng đẹp mắt. Chính vì vậy, cây cao cảnh là lựa chọn tốt và may mắn nhất nếu bạn chưa biết nên trồng cây gì trước cửa nhà. Trong môi trường của ngoài trời, sự phát triển của cây cao cảnh không bị giới hạn. Vì vậy, nó có thể cao tới 30 feet. Cây cao cảnh là một loại cây rất phổ biến và dễ chăm sóc, là một họ thuộc loài tre. Lá của cây cao cảnh có những đường vân duyên dáng sẽ làm cho căn nhà của bạn bắt mắt hơn, đồng thời giúp tăng năng lượng dương và giảm bớt năng lượng âm. Loại cây này rất lý tưởng cho những người có kinh nghiệm trồng cây và có thể chịu đựng bất kỳ khí hậu thời tiết nào một cách dễ dàng. Hầu hết khi trồng cây cao trước nhà, chúng có thể sống tới 10 năm. Ngoài ra, còn có một lý do tuyệt vời mà bạn nên trồng cây cao cảnh. Là loại cây này có khả năng loại bỏ độc tố không khí trong nhà, tạo môi trường lành mạnh hơn cho gia đình. Cây tre, trúc cảnh. Nếu bạn dự định trồng cây cảnh trước nhà để tăng phong thủy cho gia đình, thì bạn có thể chọn cây tre hoặc trúc cảnh để thêm cảm giác yên bình và thoải mái. Cây tre, trúc cảnh chống lại hầu hết các loại côn trùng xâm nhập. Mặc dù việc vệ sinh và cắt tỉa thường xuyên có thể giúp giữ cho nó khỏe mạnh và sống lâu hơn. Tre và trúc
theo phong thủy là những loại cây mang lại những điều may mắn và tốt lành. Trồng trúc trong nhà sẽ giúp cho gia đạo yên vui, trong khi cây tre đại diện cho sự quân tử và kiên cường bất khuất. Quan trúc âm. Quan trúc âm hay còn gọi là trúc Phật bà là một trong những loại cây nên trồng trước nhà theo phong thủy. Đây là loại cây thuộc họ trúc, được biết đến mang lại những điều may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên, quan trúc âm thường khó trồng hơn các loại khác vì bạn phải trồng chung với chúng trong nhiệt độ ổn định từ 15 đến 26 độ C. Vì vậy, tốt nhất khi trồng cây trúc, bạn nên kiểm tra xem thời tiết và nhiệt độ ở khu vực bạn sống có phù hợp với loại cây này hay không. Cây ngũ gia bì. Trồng cây phong thủy trước nhà không những giúp cho không gian của nhà bạn thêm xanh tươi mà còn giúp mang lại những điều tốt đẹp cho gia đình. Cây ngũ gia bì là một trong những cây cảnh phong thủy trước nhà tốt nhất. Loại cây này có những chiếc lá với hình dạng thú vị và đáng yêu, đã trở thành một trong những lựa chọn nên trồng cây gì trước cổng nhà. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy loại cây này mọc dọc theo các con đường trên khắp các vùng nhiệt đới. Do có nguồn gốc cùng với cây thường xuân nên nó được thừa hưởng đặc tính ưa thích nhiệt độ mát mẻ, độ ẩm tương đối cao cũng như khả năng phát triển tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Nói chung, nếu bạn đã từng trồng cây thường xuân trong nhà hoặc ở ban công, việc trồng cây trước cửa nhà theo phong thủy này sẽ không gây bất kỳ khó khăn nào. Thêm một lý do để trồng cây ngũ gia bì trước nhà chính là loại cây này khi đặt ở vị trí tốt sẽ mang lại vận may cho gia đình. Ngoài ra, cây ngũ gia bì còn có khả năng làm giảm các chất ô nhiễm không khí như nấm mốc và các chất độc hại khác. Cây hoa hồng leo. Đối với những ai thích một tí lãng mạn trong sân vườn trước nhà, các bạn có thể thử trồng các loại cây hoa có màu sắc bắt mắt như hoa hồng leo. Loại hoa hồng này có sức sống cao hơn so với những cây hoa hồng mọc trong chậu. Tuy nhiên, nếu như bạn thích những loại hoa hồng khác thì bạn có thể trồng hoa xen kẽ trước sân nhà. Bởi giống hoa hồng được xem là loại hoa mang lại năng lượng dương cho căn nhà, giúp ngôi nhà bạn sáng sủa, vui tươi và ấm áp hơn. Hoặc bạn có thể trồng ít hoa hồng trong ban công phòng ngủ, vì hoa hồng trong phong thủy sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng gắn kết, mối quan hệ trong gia đình phát triển tốt hơn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.